chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay ở hầu hết các nơi trên khu vực Bắc Bộ trời phổ biến nhiều mây, độ ẩm không khí cao và có mưa. Trong khi đó, ở khu vực vùng núi xuất hiện những cơn mưa rào và có nơi có dông. Do đang thời điểm giao mùa nên trong cơn dông còn tiềm ẩn cả nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật và thậm chí là mưa đá rất nguy hiểm nên người dân cần hết sức lưu ý. Với các tỉnh thuộc vùng đồng bằng và ven biển, lượng mưa ít hơn và thời gian mưa chủ yếu là về đêm và sáng, nên nhiệt độ trên toàn khu vực không có sự biến đổi đáng kể. Trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng ở vùng đồng bằng và trung du, riêng vùng núi có nơi đạt ngưỡng trời rét. Lui xuống khu vực Duyên Hải miền Trung, dự báo trong 24 giờ tới, thời tiết vẫn chưa có nhiều biến động đáng kể. Dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong đêm nay và sáng sớm mai trời nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ vài nơi. Còn trưa chiều nay trời duy trì trạng thái nắng ráo với nhiệt độ cao nhất dao động từ 26 đến 29 độ. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận trời vẫn ít mưa, ngày có nắng đẹp với mức nhiệt cao nhất vào khoảng 29 đến 32 độ. Vào sâu phía nam khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ hầu như không còn xuất hiện những cơn mưa dông trái mùa. Ngày hôm nay, tại Tây Nguyên trời không mưa và có nắng tốt với nhiệt độ cao nhất khoảng 30-33 độ. Riêng các tỉnh phía Bắc như tại Kon Tum hay là Gia Lai có nơi trên 34 độ. Riêng Nam Bộ trong ngày có nắng sớm và kéo dài đến chiều muộn với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 32-35 độ. Một số nơi thuộc miền Đông là trên 35 độ, cùng với nền nhiệt cao là độ ẩm không khí thấp. Nhất là về trưa chiều nên người dân trên khu vực cần chủ động phòng tránh nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với những dự báo chi tiết cho các đô thị lớn trên cả nước. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, tại thủ đô Hà Nội vào đêm nay và sáng mai trời cũng phổ biến nhiều mây, độ ẩm cao và có mưa với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20 đến 21 độ. Ban ngày trời vẫn duy trì trạng thái nhiều mây và nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 24 đến 25 độ. Nhìn chung thời tiết còn ấm áp nhưng độ ẩm cao làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. Vì thế quý vị cần lưu ý tăng sức đề kháng cho cơ thể bằng việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày của gia đình. Thời tiết tại thành phố Cảng trong 24 giờ tới cũng diễn biến tương tự so với thủ đô Hà Nội. Phổ biến là trạng thái nhiều mây và có mưa nhưng với lượng không đáng kể, tập trung vào thời điểm về đêm và sáng. Mức nhiệt thấp nhất tại đây sẽ dao động từ 20 đến 21 độ và cao nhất ngày khoảng 23 đến 24 độ. Thời tiết nhìn chung khá mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, trong những thời điểm mưa, nếu có tham gia giao thông, quý vị lưu ý giảm bớt tốc độ để tránh tình trạng trơn trượt và những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Khi đặt chân đến thành phố Đà Nẵng trong hôm nay, chúng ta sẽ bắt gặp kiểu thời tiết khá tốt với trời nắng cùng độ ẩm không khí vừa phải. Nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều không vượt quá 26 độ, đến tối và đêm giảm xuống quanh mức là 22 độ. Nhìn chung nền nhiệt dao động ở ngưỡng vừa phải, tiết trời khá mát mẻ, tạnh ráo cùng gió biển thổi nhẹ sẽ là những điều kiện lý tưởng cho các hoạt động du lịch cũng như là các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời của người dân trong dịp cuối tuần này. Nằm xa hơn về phía nam, thành phố Nha Trang ngày hôm nay thời tiết duy trì trạng thái mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn với nền nhiệt cao nhất trưa chiều nay khoảng 29 đến 30 độ. Chiều tối và đêm nay, khu vực hầu như không mưa và nhiệt độ giảm xuống thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Mức nhiệt không quá cao vào ban ngày và mát mẻ về đêm và sáng nên thời tiết cũng rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố. Trái ngược với tình trạng nhiều mây và có mưa ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh miền Đông Nam Bộ dự báo tình trạng nắng nhiều và nắng sớm kéo dài đến chiều muộn với cường độ nắng tăng mạnh vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều nay. Mức nhiệt cao nhất ngày có thể đạt xấp xỉ hoặc trên 35 độ, cùng độ ẩm không khí thấp và hiệu ứng đô thị khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Do đó, quý vị vẫn nên lưu ý trang bị thêm các vật dụng che chắn để tránh tác hại của ánh nắng mặt trời, cũng như là hạn chế ra vào những thời điểm nắng gắt diễn ra từ 12 đến 15 giờ chiều. Ghé thăm thành phố sông nước miền Tây, nhiệt độ cao nhất tại Cần Thơ trong hôm nay cũng đạt mức 33 đến 34 độ. So với thành phố Hồ Chí Minh, mức nhiệt có phần thấp hơn một chút, nhưng nắng nhiều cũng phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố. Về chiều tối và đêm, tiết trời sẽ dễ chịu hơn với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 24 đến 25 độ. Tiết trời tạnh ráo và không mưa nên những địa danh như là chợ nổi Cái Răng hoặc là du lịch trên bến Ninh Kiều sẽ là lựa chọn thích hợp nhất dành cho du khách. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.